Vâng, ông Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong buổi chiều ngày mùng 5 tháng 9 năm 2019, cửa hàng ông Thanh Hạnh rất vinh dự được chào đón hai vị khách đến từ Ung Bí, Quảng Ninh. Anh về cửa hàng ông Thanh Hạnh trong buổi chiều ngày hôm nay và lựa chọn cho mình được một cặp loa còn nguyên thùng hộp. Cặp loa JBL có modem là 4429. Vâng, cặp loa này thì vị khách hàng cũng không có thể chê được những sản phẩm mà cửa hàng âm thanh Đức Hạnh lựa chọn về. Vâng, những vị khách hàng về với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh lựa chọn được những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp, cửa hàng xin làm một clip ngắn thông báo những sản phẩm được rời khỏi cửa hàng trong các ngày. Vâng, tại thời điểm này thì cặp loa JBL 4429 còn nguyên thùng xốp, có giá là dưới 77 triệu. Vâng, sản phẩm thì đã được các vị khách hàng thẩm âm và kiểm tra rồi. Thì cửa hàng chỉ quay những sản phẩm rời khỏi cửa hàng. Vâng, hai vị khách hàng xin được giấu tên và giấu hình. Anh có công việc riêng của mình nên cửa hàng cũng tôn trọng những ý kiến của khách hàng đến với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, mọi thông tin chi tiết mua sắm về tất cả các sản phẩm audio bên cửa hàng cung cấp, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của ông Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Ông Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, cặp loa đã được cho vào chiếc thùng của vị trí rồi. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì trong buổi chiều ngày hôm nay cũng về những sản phẩm như những chiếc đài cổ và những cặp loa 99A FB và về thêm một chiếc đầu băng cối Akai 635D lút đỏ. Vâng, chiếc đầu băng cối Akai 635D lút đỏ tại thời điểm này thì cửa hàng đang có hai chiếc, một chiếc về hôm trước rồi và một chiếc sau clip này cửa hàng sẽ bóc hàng cho những vị khách hàng trên mọi miền Tổ quốc được biết những sản phẩm luôn được cập bến trong các ngày. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin tạm dừng video clip này tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt.